Em chào bác nha, đây là cái giò kiếm mạch của Cao Bằng em. Hoa rất là thơm luôn. Đây được năm nay rất là may mắn được 4 vòi hoa. Đấy. Năm ngoái có được 2 vòi thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoa rất là đẹp luôn, cái giò rất là to luôn. Cái giò này đích thân em tự lên rừng hái. Đấy. Đích thân em tự lên rừng hái luôn, chứ không phải là qua trung gian hay như nào luôn. Đấy. Đây. Đây là giò 4 vòi hoa, được rất là nhiều bông luôn. Quả mới tỏ mình. Đây. Đây rồi. Bác nào thích thì em vẫn gả cho em. Mà đẹp rồi. Giỏ rất là to luôn, em là thuần được 4 năm rồi. Năm ngoái là em thuần đấy. À đây này, đây là cái giò giò nhỏ nhỏ hơn này, em lấy được từ trên rừng luôn. Đây là đích thân em tự đi lấy và em tự thuần ở trong vườn. Đây. Đây ạ. Đây là đích thân em tự đi hái và để thuần trên vườn nhé. Đây. Đây là các giò nhỏ nhỏ của em này. Đây. Giò đích thân em tự ghép với lại thuần trên. Em khắc ghép nên là và cũng thời gian em rảnh em đi làm thêm chứ không chăm sóc được trực tiếp như này thì hoa nó cái cây nó cũng không được tốt. Đây ạ. Đây này, dế nó mọc rất là tốt luôn. Em không dùng thuốc nên là hàng nó rất là nhìn rất là quang queo. Và đây là cây cáo phân nhánh của em này. Đấy, đây là cây cáo phân nhánh nhá. Bản lá là 3 ngón này. Đấy, 3 ngón tay của em luôn. Cây rất là bự. Hiện tại thì cây này em vẫn đang đi chơi. Em chưa có ngỏ lời bán hay nhà nên các bác thông cảm. Đấy ạ. Giỏ rất là bự luôn này. Cho phòng này. Cửa hàng này em đây là kiếm hồng hoàng. Cũng là đích thân em tự đi lấy và thuần ở vườn. Con cáo đây này. Đây là những cái giò cáo mà em tự đích thân ghép. Đấy, buộc liên tha liên thiên. Đấy. Và trên em gió mùa đông bắc ấy. Nên là rất là khô, cưới rất là khô. Đây, để chúng bác xem dế này. Đây ạ, dế rất là khỏe luôn. Cười mọc vẫn rất là tốt. Nhìn con queo như thế đẹp. Cây thì chả ra gì luôn nhưng mà dế vẫn mọc tốt nhá. Đây ạ. Đây là em để tự nhiên luôn chứ không hề phun thuốc. Đấy. Đây, cẩm báo này chưa ra dế nhá. Nhưng mà vẫn có vòi hoa này. Chờ dục hết chắc chờ dục 1-2 lá xong mình có hoa. Đuôi cáo này. Đẹp chưa? Dế nó rất là đẹp luôn. Đấy. Còn một số cây cáo mà em chưa kịp trồng thì bố em để ở đây. Đây ra nó. Đây cây đuôi chồn thằng anh cho em. Em vứt ở đây này. Đấy. Năm ngoái em trồng và năm nay là kết quả là toàn như này này. Hàng rất là ok. Đấy. Không phân thuốc các bác ạ. Theo như kinh nghiệm của em thì em chơi hàng rừng thì em chỉ chơi như này thôi. Em không dùng thuốc. Các bác dùng thuốc mà kích thích quá thì cây chết.
thì đó cũng là một chuyện. Đây, đây, đây em để tự nhiên luôn, có tí gì đâu các bác, khổ lắm. Đây em còn, đây là gốc cây tre nhé, gốc cây tre nhé. Đấy mà cây mọc tùm lum rất là khỏe, cây rất là khỏe luôn. Em về cái mắt thẩm mỹ của em thì em không có, nên là em toàn ghép bừa như này. Đây đùi gà này, mọc rễ tùm lum luôn, rất khỏe luôn. À đây em còn cho các bác xem ngỏ tí tóc tiên của em này. Đây là tóc tiên của em nhé. Đấy. Ở đây còn đây là cây phi điệp lá sọc của em. Đây, nó sọc không được gió nên là cũng không dám ngỏ lời mà bán cho các bác. Đùi gà này bọc tùm lum luôn, phi điệp của em này. Còn đây kết cái giò em quay bao nhiêu lần luôn, trước em quay một lần, em có quay một lần cho các bác xem đấy. Đấy rất là khủng luôn. Các bác nhớ đăng ký kênh để thỉnh thoảng em quay những cái video về cây phong lan rừng và bán phong lan rừng. Đấy. Có một số video em sẽ đăng bán các loại phong lan rừng này. Còn đây là em chỉ để tìm hiểu thôi. Đây cái cây phi điệp vàng của em này, mọc kỳ tùm lum luôn. Cái này em không kích nhé. Em là khá lâu rồi, em đi 3 tháng nay rồi, ở nhà không ai chăm sóc cái làn của em luôn. Em để tự nhiên luôn. Đấy. Em đi 3 tháng rồi nhá. Em để tự nhiên như này nhá, nhưng em vẫn sống. Đấy. Đây, gió mờ đông bắc, gió rất là khỏe luôn. Đây lưới em còn rách hết lưới rồi này. Đây lưới em còn rách hết. Gió rất là khỏe. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi em chào tất cả các bác.